Nhân vật đầu tiên quái thai ngâm giấm Lê Thị Bé bé mãi không lớn, Lê Thị Bé bé mãi không chịu lớn, em uốn kiểu gì bày trò hãm hại nhà anh Điền, bày trò ghi âm đưa cho Thủy Lào Cai phát tán gây chia rẽ tình anh em, hại anh ngoan dìm anh Lạc Phong, lên mạng thì khóc lóc rõ nhiều làm như mình khổ mình đáng thương bốc phét thương anh Điền trong khi lại rất vui mừng khi đi răng bẫy anh Lạc Phong. Mà anh Lạc Phong đang đi đòi nợ dùng anh nóng tính, thế mà con bé mãi không lớn không chịu hiểu còn hùa vào với đám lừa đảo cản bước anh Lạc Phong. Em ghê gớm mức độ như vậy để mà chị đau mức độ nào, chị nói với em ngoan ở đây một lần cuối luôn á, không bao giờ luôn á, chị thương anh Điền là sự thật, chị thương anh Điền là sự thật. Đúng là cái thứ quái thai ngâm giấm thương anh Điền mà làm như thế này hả bé, kéo đàn kéo lũ đến nhà cô Hương ca làm loạn thế này hả. Anh nóng tính mà chứng kiến cảnh này chắc buồn lắm, mồm con bé bảo yêu thương anh Điền mà phá nhà anh Điền lanh tanh bành như thế này này. Lê Thị Bé bé mãi không chịu lớn đi bênh vực con lừa đảo Kim Sa để cùng nhau gây nghiệp hại anh Lạc Phong, hại gia đình ngoan, hại gia đình anh Điền võ. Bé bị lừa mất tiền là đáng đời, thứ quái thai ngâm giấm thường có kết cục đáng đời, còn cái nghịch thôi bé ơi. Nhân vật thứ hai Kim Sa lừa đảo, chị gái nuôi Kim Sa Thánh Phong bạt siêu lừa đảo dắp tâm ỉm luôn tiền mà anh cai lờ chum cho Điền khi anh Điền gặp chuyện. Đẩy gia đình anh Điền vào cảnh sống chết mặc bay, tiền trong tay tao một khi đã lừa thì không bao giờ nhả. Không những thế còn hùa vào với đám Lê Thị Bé băng đô Kiều Phương răng bẫy dắp tâm gắp lửa bỏ tay người, hại anh Lạc Phong đi đòi tiền mỏi mệt gặp nhiều rắc rối. Nhân vật thứ ba Tiểu Tam băng đô, băng đô Tiểu Tam độ loa độn cầm bơm mặt cho thật xinh đẹp rồi đi tạo nghiệp hại gia đình nhà ngoan em anh Điền, hỏi cung tài xế như đúng rồi, trong khi băng đô đang đóng vai nạn nhân tôi bị trầm cảm, tôi chưa ổn tôi rút lui vân vân và mây mây, nhưng lại ngấm ngầm đưa đoạn ghi âm tài xế cho Thủy Lào Cai phát tán nhằm định hướng dư luận bôi xấu nhục mà anh Lạc Phong. Băng đô Tiểu Tam ơi anh Điền vào đó vì Tiểu Tam đấy, vì mấy con bánh bèo như tụi bay mà anh Điền ra nông nỗi đó đấy, đừng ăn cháo đá bát, bớt tạo nghiệp ngu xuẩn đi, là uống thuốc cho thông cái não ra đi, tìm cách hại người thì nghiệp quật cho đấy trở đi. Thứ ăn cháo đá bát không biết thân biết phận, thứ đàn bà mà độc địa ném đá giấu tay, tôn sùng như một báu vật mà dắp tâm hãm hại cả gia đình anh Điền, hỏi trời cao có thấu đúng là thế thái nhân tình biết mặt mà không biết lòng. Nhân vật thứ tư Kiều Phương, Kiều Phương biết Lê Thị Bé sai hoàn toàn, nhưng vì Lê Thị Bé là bạn thân nên Kiều Phương bênh bất chấp bất kể đúng sai. Bởi vậy ta nói tim bánh bèo là một cái gì đó rất bèo nhèo thâm độc ngu muội đến khó tả. Mấy con bánh bèo chỉ giỏi làm toán loạn hết cả lên chứ giúp được gì cho anh Điền, con không chịu lớn ra vẻ quái thai ngâm giấm thế đã đòi được tiền chưa, hay chỉ còn cái nhịt. Chỉ thấy tội nghiệp anh Điền thôi, nếu anh Điền về chứng kiến cảnh này chắc buồn lắm, toàn em gái mưa có dã tâm thâm độc đẩy gia đình vào bước đường cùng thôi à. Dạ em đang còn bị người tới phá nha. Mọi người ơi chia sẻ đi cho mọi người biết. Cháu muốn cái gì? Nếu cháu không trật tự nhá, chú thậm chí chú sẽ đưa ra những cái lời mà cháu định làm gì thằng Lạc Phong, làm gì Sơn Mật Quỷ luôn nhá. Nếu cháu không trật tự chú sẽ đưa những cái đó ra luôn nhá. Nha ngoan. Cháu định làm gì những cái người đó và sau này cháu sẽ thế nào đó nhá. Nếu cháu không trật tự, chú vẫn để cho chừa cho cháu cái con đường. Nha ngoan. Trật tự vào đừng có hư hỏng với chú. Đừng có mất nết với chú nha cháu. Nông thôn thấy anh nóng tính có chuyện phát là nhanh nhanh chóng chóng đi đòi nợ, tình người ở đâu vậy nông thôn?
Luật sư Sở Đùi thì đi tư vấn cho anh Sơn mặt quỷ mong cho anh Nóng Tính đi xa, thế mà mới ngày nào luật sư Sở Đùi còn nói khóc hết nước mắt khi anh Nóng Tính gặp chuyện cơ đấy. Toàn là giả dối không, chỉ có mỗi hôn em với nhớ em trong chiều mưa là thật thôi ý. Còn đây nhân vật góp gió thành bão, phi cơ trưởng trong làng phi công, lái những chiếc máy bay sắt lên mây, lên tận đỉnh núi Phan Xipang, chịu khó cày nhất trong hệ mặt trời bất kể ruộng có khô cạn đến đâu, chai bao cày tất miễn là có tiền bỏ vào mồm, đỉnh cao của dân cầm xe có hẳn cả lệnh truy nã vang danh ha ha ha. Đặc biệt thánh trai bao này còn dày công ra một series 12 tập nói về anh Lạc Phong mà chả thấy si nhê gì, chán nản trai bao núp váy đàn bà, đành ăn cái con bé rồi ngồi ăn mừng hụt rồi tự huyễn là đang chiến thắng ha ha ha, cười ẻ với thánh trai bao bất tài vô dụng biết cày ruộng khô này. Mọi người ơi, đúng là thế thái nhân tình, lòng người khó đoán không biết đâu mà lần được. Ngẫm lại xem toàn người đã từng thân quay lại dồn người ta vào đường cùng, thử hỏi anh Nóng Tính mà chứng kiến được cảnh này thì có đau xót không? Thôi mọi người ạ, bộ mặt của team bánh bèo hại gia đình Điền Võ, hại anh Lạc Phong, hại gia đình Ngoan giờ đã hiện rõ hết rồi nhé.